Body, welcome to Helvetay. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Helvetay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game, một con game Goku ha, xài giá ha. Ok, rồi, không để chờ lâu nữa, bỏ qua cái phần này ông ta. Đó, vô luôn rồi. Ok. Vừa vô nó chưa có load được mấy cái hình nhân vật các bạn ơi, không cảm nha. Đó, Jiren đồ ha. Ok, con này được cái là nó cập nhật tướng liên tục luôn các bạn. Ừ, tướng mới liên tục luôn, 2-3 ngày, 2-3 tuần gì đó là cập nhật một con gì đó. Đó, rất là nhiều. À, bỏ qua mẹ nó cái phần này ha. Rồi ok, nó xong luôn rồi. Lẹ bồ ơi. Rồi, đặt tên à, tất nhiên là Goku rồi bộ. À, chỉ có được 6 ký tự thôi à. Ký tự bộ của nó. Rồi, hợp lý quá trời luôn. Đang có event SSR VIP 20 đồ đây nữa hả. Rồi, bỏ qua cái này đi. Này nó đi theo cháp theo từng phần rồi nha các bạn. À, được cái là nó có cái phần bỏ qua trận chiến đấu qua ải còn nhận thêm được cả vé tệ nữa nha. Ok, bỏ qua nữa nè. Đó, rồi con này đợt trước thì hình như là nó bị dính cái gì á, dính hóc dính gì á, nên là nó ngưng thời gian rồi xong rồi nó reopen lại các bạn. Không biết là sao đợt này thì nó có update thêm nhiều tướng nữa hay không hả. Đó, nhưng mà vẫn phải chạy cái nhiệm vụ tân thủ à, chứ chạy được tới 2 ải nữa là xong rồi các bạn, cũng nhanh lắm. Game này chạy nhiệm vụ tân thủ cũng nhanh lắm, tại nó bỏ qua được trận đánh nè. Đó, lướt ải cũng nhanh nữa các bạn, lướt ải mà bỏ qua trận đấu thì thôi rồi luôn, lướt chút xíu à, có gì đâu. Lên level 3 rồi, hình như là phần này chứ phần nữa là xong hướng dẫn tân thủ rồi đó. À, có gì đâu khó. Ok, à ra ngoài hả, nâng level với lại đột phá đồ này nọ là những thứ mà để tăng lực chiến cho nó mạnh lên là ngon nhất á. Rồi quy lão tiên sinh nè hả. Ok, coi mấy cái phần đầu á, nhìn nó đánh thấy hay gì đâu á, gì từ từ về mấy phần sau hơi thua. Ok, cho được GM3, khung chat GM3. Chat đây, khung chat. Ok, khung chat hơi xấu nha. Đây, 1.000 tệ, ui. Game này cho 2.000 luôn hả. Wow. Ok. Mỗi khi nó cho có 1.000 tệ các bạn, nay game cho 2.000 tệ luôn. Ôi. Rồi. Mấy cái tệ này nó không có lên VIP đâu các bạn, hình như là nó chỉ có lên kim cương thôi. Ok. Đó, ăn hết. Ôi lên 1.000, lên 2 triệu mấy kim cương rồi, 2 triệu 2 kim cương luôn nha. Đó. Rồi đây, để coi quay hả? À, không có vé thì lấy gì quay. Thì GM nè hả? Mỗi ngày vô điểm danh nè. Đó. Rồi đi kiếm cái vé này hả? Vé này méo có. Kiếm cái vé xanh đó đó là mua được mấy cái cục này nữa. GM đây nữa nè. Nhận quà nữa nè. Ok nè. Nè, cái bé GM nè các bạn. Đây, nó nè. Đó. Đợt trước thì nó cho mấy cái bé GM như một lần một ngày được 30 tệ hay gì á để mua đồ, mà giờ nó còn ngày có 9 tệ GM à. Đậu tương nữa. 9 tệ GM này các bạn có thể vô mua mấy cái mảnh nè. Đó. Ok.
hoặc là hồi nãy các bạn có thể lấy và cắt cho nó lên gome cũng được. Mình xài hết rồi. Rồi, còn gì đây? Đèn ô, event quy lão tiên sinh nè. Ngon. Sẵn tiện thì vô quay luôn quy lão chứ. Ủa sao có chi chi trong này nữa ta? Rồi, đây quy lão nè các bạn ơi. Đó, UR nha. 40 vé. Có khi nào mình mở được không? Có khi nào 40 vé làm nên gì không? Và không, không ra được một mảnh luôn các bạn à. Trời ơi, đừng có ăn ngay ngồi vô, méo có méo méo có cháo mà húp luôn bây giờ đó mà có ăn. Ok. Rồi event 7 ngày. Đó, 7 ngày nhận vé quay tướng đồ này nha các bạn ơi. Ở đây ngày thứ 2 300, ngày thứ 4 100, 100, 100, 100 nữa nè. Đó, rất nhiều luôn. Rồi tướng event hồi nãy giờ cắn nè ha. Đó, nhận thêm được nè. Ok. Wow. Ôi, gần 6 triệu kim cương các bạn à. What the fuck. Đúng rồi, mà cũng đúng thôi. Tại vì kỳ này là chúng ta ăn tới 2.000 tệ lận. Mấy đợt trước là game cho chỉ có 1.000 tệ các bạn. Nay nó cho tới 2.000 tệ luôn. À, còn điểm danh nè. Điểm danh 1 tháng 25 ngày chứ. Đây là nhận được một rương UR tự chọn. 25 ngày. Thì heo cũng bận lu bu chứ không. Vì nếu mà nhớ ngày nào cũng vô để tới ngày 25 mở ra cho các bạn xem. Rồi nãy giờ được quá trời tệ rồi ha. Còn cái này đây đồ giám nè. Rồi có mấy con tướng mới không? Vẫn chưa có mấy con tướng mới ta. Vẫn còn mấy con tướng cũ SB rồi nè các bạn. Chưa nha. Chắc nay nó không có cập nhật mới luôn rồi quá. Rồi quay tướng nè. Ở đây thì ừ đúng rồi, hình như mình còn code đúng không ta. Từ đây rồi, nhập code vô. Ok, vé quay, nhưng mà vé quay bình thường không à. Ok, chỗ gì ngon ngon coi bộ. Không có gì ngon luôn. Trời ơi, như shit. Uổng phí đi nhập code. Giờ đi quay quay tướng hả, tiền nhiều luôn rồi. À, nhớ rồi. Khoan. Quay ở đây thì một ngày được mua 200 vé. Ok, em mua được có 200 mà hơn nữa là méo được rồi nè. Coi nè, hơn nữa nè không à, nè mua được có 200 vé các bạn. Rồi xả hết mấy cái vé thường rồi, chúng ta cùng nhau quay 300 vé. 300 vé VIP đó. Ok, để đi kiếm hero SR cộng nha các bạn. Xả hết mấy cái vé thường đi. Thiên Tân Phạn SR. Còn con kia là SR cộng à, nó ngon hơn con này một bậc. Rồi đây 300 vé. Quay nào, SR sẽ có không? Nó cũng hên xui lắm các bạn. Nếu xui thì ra mảnh là coi như là xong rồi đó. Vứt như là tầm 200 mấy, 300 là được được một lần ra SSR. Có thể là ra mảnh, cũng có thể là ra tướng. Nếu ra tướng thì ngon, còn nếu ra mảnh thì là coi như là mất đi cái lượt quý giá đợt đó. Nếu hên thì tầm đó, rồi xong rồi đó. Thấy không, thấy không?
mới ra được cái mảnh của con Cell á. Trời ơi, xong rồi đó, coi như xong rồi đó, 300 bé này là hết cơ hội rồi đó. Đâu, nếu mà may mắn thì những vé cuối thì chúng ta sẽ còn gỡ được một con. Nhưng mà đó là may nếu thôi nha, nếu thôi. Chứ còn xu thì thôi. Mà được cái là con này cho chúng ta nhiều vé, với lại kim cương là cho gần 6 triệu rồi các bạn ơi. Là mua vé rồi điểm danh rồi nói chung thì trung bình mỗi ngày là được 300 vé đó. Đó, ôi trời ơi, mới thấy mảnh luôn. Rồi xong rồi xu luôn. Mà hai cơ hội ra hai mảnh như hồi nãy là Gogeta hay là Vegito gì đó. Đầu tư đó. Xong rồi đó, cơ hội xong rồi, giờ trăm mấy vé này làm gì ra được nữa. Ra được nữa cũng được, nhưng mà cơ hội ít lắm các bạn, dưới 50% lận. Có thể là nói dưới 40 rồi luôn đó chứ. Dưới 40-30% đồ này nọ. Trời ơi. Nói sao giờ? Biết nói là tại sao? Tại xui chứ tại sao giờ trời? Biết tại với bị gì nữa? Biết nói là tại sao? Tại vì nó xui. Thiệt luôn á, hit đồ này hả? SSR thì con này quay ra được, quay ra nhiều. Các bạn tính đi ngày thì mua được 200 vé. À, với điểm danh 7 ngày, trừ ngày thứ hai được 300 vé ra thì 6 ngày kia mỗi ngày được thêm 100 vé nữa. À, rồi tỷ lệ xu này server này là coi như vứt rồi đó. Ôi trời ơi. Rồi link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về nha các bạn. Nhập code và quẩy thôi. Mà không nghĩ là hỏi nhập code và quẩy luôn cũng được nữa. Nó không có tính vô event. Không luôn. Ba lô nè. Đó. Đó. Hai cơ hội mở ra được hai con rồi. Nó ra được hai cái mảnh là xong rồi đó. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok ha, thôi bye bye. Quá buồn, quá mệt mỏi. Ok.